Rồi rồi, tới công chuyện nữa rồi anh chị ơi Xin chào tất cả anh chị đang xem kênh Tiếp tục chia sẻ gửi đến anh chị một cái thông tin cực nóng Liên quan đến cái vấn đề của chị Linh, vợ anh Thình Thì mới đây, một cái nhân vật ha Cũng là một người hàng xóm sát bên nhà của vợ chồng Thình Và cái thằng Khứa này cũng là cái người mà lúc trước là khá thân với là anh Thình À, đi hộ pháp cho thầy minh tuệ những cái ngày mà thầy minh tuệ về gia lai đó xuất hiện tại công ty đó thì mới đây đã lên tiếng nó móc mé à, về cái vấn đề nhận tiền nhận vàng à, của chị linh à, cực kỳ là nóng à, bây giờ sẽ mở cho anh chị mình nghe và sau đó sẽ à, à, có một số những cái chia sẻ liên quan đến cái vụ việc này anh chị à chứ mà cái tâm nói người nào cũng người nào nhận cũng dường cái tâm biết hết không phải cái tâm không biết đâu nhận bao nhiêu nè đấy tiền bên mỹ như thế nào là cái tâm biết hết chứ người nào nhận cái tâm biết chứ rồi nhận vàng bao nhiêu nè cái vừa rồi mới cách đây khoảng tuần một tuần lễ nhận hai cây vàng ở trên đời này không có cái nơi dối nào mà đem lại con lợi cho người khác được hết ờ nếu mà có cái nơi giới nào mà đem lại lợi cho người khác thì cái đấy là tà đạo À, vâng thì à, vừa rồi là anh chị vừa nghe à, mà một cái à, chia sẻ của là một cái kênh à, kênh là Thái tâm nha cũng là gần ở nhà của là à, vợ chồng à, Thình thì à, nói chung á là theo như cái suy nghĩ của em à, cái việc mà họ tố qua tố lại à, vấn đề tiền bạc thì à, ở đây là có cái 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 việc là họ ăn chia không đều à, trong cái à, vấn đề à, nhận tiền À, tại vì nói thẳng ra là cái thằng khứa thái tâm này thì em cũng thấy chẳng có cái gì gọi là tốt đẹp hết à, nói thẳng với anh chị à, nếu mà nói túng ra thì giữa vợ, vợ của thình và thái tâm này là kẻ tám lạng người nửa cân nếu như mà thái tâm dám dỗ ngực xưng tên mà ra giữa trời mà thề là thái tâm cũng không có nhận bất cứ những cái khoản tiền nào để mà gọi như là này kia cái nọ liên quan đến vấn đề của thầy minh tuệ không Thái Tâm có dám thề không? Và kể cả vợ của anh Thịnh cũng dám đứng ra trước giữa trời mà thề hay không? Đây là cái vấn đề mà họ khi mà lợi ích của họ là đã chồng chéo lên nhau và chia sẻ không đều. À, cho nên là họ mới có cái vấn đề là lên tiếng để là đấu tố qua lại. Thì cái việc này rất là dễ. Có nhận hay không thì mình lên tiếng mình nói đi. Tại vì sao? Những người mà người ta gửi tiền mình chối nhưng mà những người đó họ sẽ đưa ra được những cái bằng chứng thì mình tới chừng đó mình sẽ không thể nào chối cãi được. À, đầu tiên là tôi nói về cái vấn đề vợ của anh Thịnh. Sao mà chối cãi được là cái chuyện là chị nhận tiền chỉ mặc dù là chị nhận tiền nhiều hay là nhận tiền ít. À tôi không biết. À nhưng mà rõ ràng qua cái vấn đề mà à những cái là đường vào trong cốc hiện tại bây giờ đổ bê tông thì tiền đó là của ai? Chị có nhận không? Rồi a à, tiền mà đổ cái sân cho chị là chị có nhận không rồi tiền mà vàng chị đeo là chị có nhận hay không trong khi đó chị lên chị khẳng định là chị nói mình không phải là người trục lại cá nhân và sẵn sàng đối đầu với mọi cái lời buộc tội một cách công khai thì nói thẳng ra là mình thì cũng không muốn là nói nhiều cũng không muốn là đề cập tới cái vấn đề của là linh À, vợ của anh Thành nhiều đâu nhưng mà thấy chuyện này chỉ chối thì mình cảm thấy là à, khá là bức xúc ha mình có nhận thì à, mình nói mình nhận Chứ chẳng có gì phải giấu giếm được mình đừng nói dối thầy Minh Tuệ á thì đã không nhận tiền rồi à, mà một số người thì người ta thương người ta tin tưởng thì người ta đưa tiền cho vợ chồng anh Thành thì cũng em thấy cái việc đó thì nó cũng không có cái gì to tát nhưng mà khi mà vợ chồng của anh Thành nhận những số tiền đó thì mình làm sao để giúp ích cho cộng đồng Giúp ích cho xã hội Đó là một cái điều tốt Chứ mình đừng lấy lầm của riêng Rồi khi mà người ta đối chất Thì bắt đầu là mình lại lên mình chối à, Gặp tôi là nếu mà tôi có nhận thì tôi cũng sẵn sàng Tôi thừa nhận cái việc đó Ừ là tôi có đó Nhưng mà những cái số tiền này tôi sử dụng vào mục đích Giúp cho bà con, giúp cho cộng đồng Còn không phải như là cái khứa thái tâm à, Vợ chồng của anh Thình Không có gì mà phải sợ Nếu như mà những cái số tiền đó mình dùng đúng đích còn khứa thái tâm này nó thẳng ra nó cũng bán hàng nó cũng làm kênh lập kênh để bán hàng nó có dám thừa nhận là nó không có nhận tiền nhận bạc không cái ngày mà nó đem bình oxy rồi kia vô nhà của cha mẹ thầy nó quay từ lưa các kiểu là tôi đã chửi nó rồi một lần rồi tại vì sao thầy đã nói rằng không nhận bất cứ những cái món quà gì à, cha mẹ thầy cũng không nhận tiền nhận bạc hết tụi nó nhận đồ nhận đạt sống đem vô nhà cha mẹ thầy quay lên như vậy là những người xấu người ta ghét cha mẹ thầy người ta chửi người ta nói, A, làm màu mới đầu làm màu không nhận bây giờ toàn bộ là cũng nhận ha nhưng mà dù sự việc như thế nào bây giờ là họ là bắt đầu là đấu tố qua lại lẫn nhau vạch áo cho người xem lưng thì cũng chỉ làm xấu mặt làm ảnh hưởng tới là cái hình ảnh của thầy minh tuệ tại vì sao ờ à, những người này là gì những người thân của thầy đó những người đi kê cận bên thầy lúc nào họ cũng mở mồm, mở mồm ra là à làm vì cái tâm là giúp đỡ thầy à trên cái con đường tu học à, à, là làm vì phát tâm này cái cái nọ nhưng cuối cùng rồi ai cũng nhận tiền hết à, cuối cùng rồi ai cũng đi lên bán hàng hết <laughs> cuối cùng rồi ai cũng làm kênh mở ra buông cái này bán cái nọ chụp cái kia vậy thì đâu phải là coi như là học theo thầy minh tuệ buông bỏ mà này là đang lợi dụng hình ảnh của thầy minh tuệ để quơ vào quơ vào tiền bạc rồi vào cái bản thân và cá nhân của mình điển hình như tôi nói với anh chị là cái vụ việc là ở dưới cái cốc đã nhiều lần tôi khuyên rồi là tôi nói rằng là à nên đóng cửa cái cốc đó lại đừng để những cái vấn đề ồn ào à, nó xảy ra chắc chắn là sẽ có những cái sự việc không mong muốn nhưng mà vợ chồng của là, là anh Thình không có chịu nghe à, vẫn cứ mở cái cốc đó chơi chơi à, nào là gọi như là à, bà này ông nọ ông vô tá lả binh đó rồi những cái thành phần ha à, như nói thẳng anh chị ừ, dịch vụ chở từ ở trên đó xuống chỗ cốc à từ từ tâm cho từ tâm rồi dịch vụ đón khách vào trong đó cũng từ tâm rồi dịch vụ cho thê dép à, cũng từ tâm rồi thậm chí có người lấy nước suối trong cốc đem ra bán à, không bán hàng rồi nói rằng là sẽ được tặng một hai chai nước suối trong cốc của thầy minh tuệ thì tôi không biết là cái nước suối trong cốc của thầy minh tuệ á là nó có cái điểm gì đặc biệt hơn là cái nước suối ở bên ngoài toàn là những con người lợi dụng hình ảnh của là sư minh tuệ lợi dụng hình ảnh của thầy minh tuệ để mà họ bán hàng không mà cái người mà gọi như là thầy thiền cho tụi nó là vợ chồng của âm thình nếu mà không đóng cửa cái cốc đó lại thì làm sao mà tụi nó có cái 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 cơ hội mà nó vào trong đó để nó làm như vậy được một cái đúng thật sự là là, là bà, bà, bà linh bà nói đúng là một cái miếng mồi béo bở mà không phải riêng mà không phải riêng một người không phải riêng một mình mà nó mà cực kỳ nhiều người Đúng là thật sự là một cái cái món mồi béo bở và phim này là đúng thật sự là nó chưa có hết. Nó sẽ vẫn kéo dài, vẫn còn rất dài tập. Nha. Nó vẫn chưa kết thúc tại vì xung quanh vẫn còn những cái lâu la. Lấy hình ảnh của thầy ra. Ừ, tôi thương thầy nè. À, tôi cũng thương thầy. Ông A thương thầy, ông B, ông C sư cuối cùng thương thầy là gì? Bà con tin tưởng gửi tiền về. Đã một lần rồi là bà sư cô bên Úc đã bị cái tụi hộ pháp a à, nó lừa gạt là một mớ tiền. Đúng không? bà sư cô bên úc bà đã về bà về là coi như là đã tố cáo rồi à, là 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 đã tóm cổ hết là một vài cái nhân vật rồi mà bà con vẫn không có chịu là gọi như là nghe thầy minh tuệ đâu có là 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 nhận tiền nhân bạc trước khi thầy đi à, đồng ý là thầy có dặn rằng là à, mở cửa để cho là bà con vào à, gọi như là vào nhà thăm cha thăm mẹ của thầy chứ thầy đâu có dặn là à, trước khi thầy đi rồi là nhớ là phải À, nhận tiền để đổ bê tông vào trong cốc à, nhận tiền để đổ cái sân à, nhà úc thình cho nó, nó sạch đẹp rồi bà con vào mua sầu riêng nhớ bán nha à, rồi nhớ thả cá trong cốc nha các con nhớ gắn biển rồi nghe ông thầy ông đâu có dặn bây giờ là cái cốc là cốc của ai cốc của bà linh ông thình à, chứ không phải là cốc của thầy minh tuệ nữa bây giờ là cái sự việc đấu đá qua lại vì lợi ích À, của nhau vì lợi ích của nhau phải không? ông này đá qua vợ chồng này là gì? thằng kia nó cũng bán hàng vợ chồng ông Thịnh cũng bán hàng mà vợ chồng ông Thịnh lấy được cái hình ảnh là 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 là, là cái gì? em út của thầy Minh Tệ đúng không? em út của thầy Minh Tệ thì được nhiều người là là là, là tin tưởng phải không? nhiều người ủng hộ mua hàng hơn còn cái thằng Thái Tâm nó nó là cái gì? nó thằng ở ngoài nó thằng ở ơi nó ở ngoài nó không có được cái sự ủng hộ của nhiều người thì đương nhiên nó phải bây giờ nó mượn nước để thiền là vợ chồng của ông Thịnh đang bị dập như vậy thì nó lên sẵn nó dập luôn đó là cái chiêu của tụi nó đều dơ như nhau chẳng ai tốt đẹp cả bà Linh vợ của ông Thịnh xấu ở cái điểm xấu ở đây là những cái thằng như thằng Thái Tâm Hay thằng Lâm chạy dép những thằng kia thì bà lại không lên tiếng bà chửi tụi nó như là những cái nhân vật mà kênh những cái kênh sống mà đi theo để bài vẽ cho vợ chồng bà à, làm này làm kia thì vợ chồng bà không chửi mà cái người đang à, gọi như là giúp đỡ à, cho cái con đường tu học của thầy minh tuệ à, tức là ông anh trai à, anh chồng của bà đó là đang giúp mở công ty rồi nó tạo những cái điều kiện thì bà lại lên bà chửi người ta bà nói người ta là gọi như là, là, là à, này kia à, mưu đồ này kia cái nọ à, thì rõ ràng là bà như vậy bạch áo cho người xem lưng những cái người bên ngoài thì bà lại không chửi đúng không mà cái người trong nhà anh chồng của bà À, thì bà lại lên, bà lại lên bà chửi. À, à vậy chẳng khác nào là bà ganh ăn tiếc ở những người trong nhà, còn những người ngoài thì nó lợi dụng hình ảnh là bà lại không nói. Thấy không? Mà nói chung là cái thằng khứa Thái Tâm này thì nó cũng đã xóa cái đường đường mà lai để nói về cái vấn đề ừ tiền bạc kia nọ. Tại vì nó cũng sợ nếu mà ra đối chất với bà Linh. Bà Linh ra đối chất với nó thì chắc chắn là phải lộ ra rồi. À, hai đứa đứa, đứa nào không có ăn hết trơn á. Đứa nào mà dám ra thề là tôi trong sạch không nhận tiền không Làm sao mà không? À, mấy 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 anh chị mà làm mạng xã hội có qua được là tôi hay không mới là cái chuyện lạ một cái chuyến đi từ thiện thôi nói thẳng một cái chuyến đi từ thiện à, mà nhiều như vậy chở xe đòn đòn này cái cái nọ không lẽ không có tiền xăng hả không lẽ không có tiền xăng không lẽ không có tiền bồi dưỡng à, sao mà mấy anh chị qua được mặt tôi rồi chưa kể là cái chuyện những cái nhân vật mà kề cận là ừ nói rằng tôi đi theo hộ pháp cho thầy này cái nọ này thầy cần thuốc cần men này cái nọ này đúng không rất nhiều thứ à, rồi lúc trước là anh thình với vợ anh thình là cái gì không tham gia mạng xã hội à, bây giờ thì chuyển qua buôn bán hàng này cái, cái nọ đủ thứ các kiểu hết trơn trời ơi tôi thấy làm thế rồi là thôi lên trên mạng lấy hình ảnh của thầy minh tuệ ra à, để mà gọi như là câu kéo như vậy ông bà thấy ông bà có buồn Ngày hôm nay là bà có xuống dưới cốc bà có trực tiếp xuống dưới cốc để gọi như là coi có cái tình hình khuyên là đóng cửa cái cốc lại đóng tôi nên tôi đồng, ủng hộ cho cái việc đóng cái cốc tại vì cốc đó là cốc ông Thình, cốc bà Linh chứ phải cốc thầy Minh Tuệ đâu thầy Minh Tuệ cũng đâu có ở đó nữa đúng không bây giờ thầy, thầy Minh Tuệ ở đâu thì em không biết thông tin nhưng mà à, em dám khẳng định rằng thầy rất là vui vẻ à, hiện tại bây giờ à, thầy đang ở như là đi trên cái con đường tu học thầy rất vui vẻ đừng có ai mà tìm kiếm là nói thông tin này kia như hôm bữa là bà Linh hay gì đó lên nói là ừ, thầy chuẩn bị về À, đi xe thì về nói chung là những cái thông tin hoàn toàn là không có kiểm chứng rồi nói như vậy rồi, rồi người ta lại ùa tới kiếm thầy minh tuệ này lại gây ra cái vấn đề ồn ào nữa ồn ào không mong muốn nữa Thấy không? đủ thứ chuyện hết trơn hết trọi, buôn bán thì lo làm ăn buôn bán đi không ai nói gì hết trơn tự nhiên cái mình lên mình vạch áo cho người xem lưng mình chửi ông anh chồng của mình rồi như vậy mình làm như vậy mình được cái gì hả hay là ngày hôm nay mình phải hứng chịu gạch đá mình còn thòng lại một câu nó ừ giờ mình nói sai cũng thành đúng cho nên là mình không nói mình không nói bây giờ bà thử bà lên bà nói coi bà nói cái gì mà rồi là 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 nói sai thành đúng nói đúng thành sai nếu như bà nói đúng thì nó phải đúng nói sai thì nói sai như thí dụ như ừ bà nói rằng là ừ ông anh ông anh của bà ông anh chồng của bà là hồi xưa chửi thầy minh tuệ này kia cái nọ thì đưa ra cái bằng chứng ai là người làm chức thí dụ vậy đúng không nhưng mà tôi có nghe là ừ hồi xưa bà như này kia kia nọ nhưng mà ông anh vẫn là gia đình vẫn chấp nhận để cưới bà về cho ông thịnh nữa đó, đó. không cho nên là mình là cái phận làm dâu con à, mình có phận làm dâu thì mình phải biết tiết chế lại cái gì có lợi cho thứ nhất là gia đình của mình trước tiên rồi có lợi cho gia đình của chồng mình có lợi của gia đình mình thì mình đưa lên hàng đầu nhưng chứ tại sao mà dịch áo cho người xem lưng trong khi đó là à, ông bà cũng là người có ăn có học ha ở khu vực đó ai cũng kính trọng hết mà mình làm như vậy thì ảnh hưởng cả gia đình mình đúng không quá đúng rồi chứ <laughs> quá đúng rồi chứ kể cả bà linh bây giờ mà gặp tôi tôi vẫn nói ừ bà quá dạ dột ha, người ta khuyên bà thì bà không nghe bà lên mà đáp trả ha, hôm nay thì nói chung là ông thình thì vẫn đi quay từ thiện vẫn còn hoạt động ở trên kênh thì vẫn chưa có đá động gì à, tới cái vấn đề của cái người vợ của mình à, hai bên gia đình thì cũng đã nói chuyện rồi thì mình cũng mong là cái sự việc này nó khép lại mình cũng không muốn ồn ào nhưng mà bà linh phải có lên tiếng trả lời những cái vấn đề à, cộng đồng cho người ta khỏi thắc mắc cũng như là có một cái lời xin lỗi à, phải có một cái lời xin lỗi rồi mong cộng đồng bỏ qua nghĩ là sẽ không ai nói nữa chứ mà im lặng kiểu này là chắc chắn là sẽ còn dài tập và ở đây thì cũng nhắc cho anh chị À, không những là chúng ta nói về vấn đề của bà linh mà những cái nhân vật mà bây giờ râu rịa bên ngoài mà lợi dụng hình ảnh của thầy minh tuệ để bán hàng chúng ta cũng cần phải nói tụi nó cũng đâu có yêu thương gì thầy đâu nó bán hàng à, nó cũng kiếm tiền à, trên hình ảnh của thầy chứ nó chẳng tốt đẹp gì hết à, cũng nhận tiền vậy giống như tôi đây nè tôi nói mặc à, dù là tôi nói cái vấn đề của gia đình thầy nhưng tôi không có bán hàng à, tôi không có bán hàng rõ ràng là như vậy à. Còn tụi nó là cắn xé lẫn nhau cũng chỉ vì bán hàng thôi Lợi ích thôi Chứ chả có tốt đẹp gì Lên thì xin chư quý vị Đừng nên nói tốt Cuối cùng thằng nào cũng gọi lập kênh Nào cũng bán hàng cả Nào tốt hết chứ ha, à. Khuyên bà Linh là như vậy Có thì mình cứ nhận à. Những cái đó gì mình nhận Mình giúp cho cộng đồng Giúp cho xã hội Chả ai nói gì mình cả Mình đừng làm của riêng của mình thôi Vậy thôi ha à. rồi thì đó là một số những cái chia sẻ của em ở trong cái video này em gửi đến cho anh chị nha À, em sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan đến vấn đề này nữa anh chị nhớ đăng ký kênh nhấn chuông nha Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.